Can't the future just wait? What's the time in the day? Can't the deadline so bored out and now as of late? Had to push every goals back, take control back. If they'd roll back the rate at which time starts to fly. I have patience, but I'm never landing or standing by. Never taking a break. All I do now is wait for the beginnings of the retry. We nicker and dime every quarter to two, but I still can't pursue. But maybe it's time to let time pass through.
Sáng nghe cho tình dậy anh lại thấy nhớ. Em liệu rằng giờ này em có lỡ quên, sợ chẳng gặp mặt sẽ trở nên lạnh nhạt hơn. Mỗi ngày anh đều nghĩ về em mỗi giây, nhưng khi hỏi anh lại chối đây, sợ một người sẽ tới đây mà. Mình cười nhau cũng đã lâu mà chẳng ai dám nói thành câu. Mình cười nhau cũng đã lâu, chẳng thể sống nếu thiếu đi nhau. Vậy em ơi cứ nói ra để tình ta sẽ nở thành hoa, rồi anh sẽ đưa em đến nơi mà chỉ có ta và lời ca này. Là vào chốn yên bình nắng vương hành, là vào những giấc mơ khờ dại. Giờ em chẳng còn sợ bóng đêm dài, vì anh sẽ bên cạnh mãi mãi. Selfish and really fucking lost, but someone loved me, someone fucking loved me, someone fucking loved me, and I fucking loved them too. God damn it, I was worth something, I fucking learned something, I had my cake. Sorrisinho. O quê? Yuki, você não tá entendendo, o que dá mole pro pai? Já chega, tratem de comer vocês duas! Isso significa que... ela quer que eu siga ela. Envia a resposta. Ai, me dá, Yuri! Ele seguiu você. あ、やっぱ無理。マスク。マスク。何？ユイキナリ。あ、やっぱり。あの、その子は私のなんですけど。やばい。ええ。切れた。何今の？君は愛そのものだ。